Mới đây, Microsoft vừa cho ra mắt một sản phẩm Surface Go, chiếc Surface 10 inch với giá chỉ $399, một chiếc máy tính lại với giá thực sự hấp dẫn đối với những ai cảm thấy không hài lòng với OS của iPad và vẫn muốn sở hữu sức mạnh đến từ hệ điều hành Windows. Surface Go được coi là phiên bản nhỏ hơn, ít tốn kém hơn của Surface Pro. Nhưng liệu ta có nên cân nhắc mua Surface Go chỉ vì nó dường như rẻ hơn khi đặt trên bàn cân với Surface Pro không? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Surface Việt và trong video ngày hôm nay, hãy cùng chúng mình tìm hiểu nhé! Chúng ta hãy cân nhắc chiếc Surface Go dưới sức mạnh của con chip Intel Pentium Gold có giá $399, nhưng chỉ là phần màn hình chọc LED, chứ mức giá không bao gồm màn hình chai cao vơ, bộ phận được coi là độc đáo nhất trong hệ sinh thái Surface. Ngoài ra, đó cũng mới chỉ là giá cho phiên bản cơ bản nhất, 4GB RAM và 64GB bộ nhớ. Hầu hết những người có xu hướng chạy nhiều chương trình cùng một lúc thì sẽ muốn nâng cấp lên phiên bản 8GB RAM và 128GB bộ nhớ. Cấu hình nâng cấp này sẽ có giá $549, và một lần nữa, chúng ta vẫn sẽ phải mua thêm bộ bàn phím ngoài $99. Chung quy lại, với tablet và bàn phím mà hầu hết người dùng sẽ phải mua, thì mức giá thực tế mà bạn sẽ bỏ ra khoảng $649. Nếu không muốn thực sự thất vọng thì đem về em Surface Go 4GB và luôn phải chấm màn hình ở mọi lúc mọi nơi. Vậy còn Surface Pro? Surface Pro của Microsoft thường có giá $799 ở phiên bản cơ bản và không bao gồm bàn phím. Tuy nhiên, hãng công nghệ này đang bán một giao dịch trọn gói Surface Pro với bộ vi xử lý Intel Core i5, RAM 8GB và bộ nhớ trong 128GB với bàn phím chai cao vơ. Gói đó thường có giá $1,159, một giao dịch khá vững chắc. Con chip Core i5 mạnh hơn nhiều so với Intel Pentium Gold trong Surface Go. Tương đương với việc bạn có thể chạy các phần mềm mạnh mẽ hơn, bao gồm các ứng dụng tiêu hao nhiều năng lượng như Adobe Photoshop, After Effects hay Premiere. Nếu xét về tính di động, không thể phủ nhận rằng Surface Go nhỏ hơn, thiện và cầm nắm dễ dàng hơn, nhưng kích cỡ của Surface Pro cũng không có gì để phản nàn cả. Thậm chí một màn hình 12,3 inch sẽ làm vừa lòng những đối tượng khách hàng sử dụng máy nhiều hơn cho công việc, và cũng không có nhiều sự khác biệt khi cho màn hình 12,3 inch hay 10 inch vào trong cặp cả. Để đưa ra sự lựa chọn, nếu như người tiêu dùng không quá khắt khe với giá tiền, thì Surface Pro 799 sẽ là sự lựa chọn hợp lý cho bạn trên mọi phương diện so sánh với Surface Go. Tuy nhiên, đối với những bạn chỉ muốn một sản phẩm thương hiệu đẳng cấp, giá phải chăng để phục vụ nhu cầu với các tác vụ hàng ngày, thì Surface Go sẽ không phải là một lựa chọn tồi. Cá nhân bạn đã thích sản phẩm nào hơn? Hãy comment để chúng mình cùng biết nhé! Cảm ơn các bạn đã xem video của Surface Việt. Đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ chúng mình nhé! Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo!